Xin chào các bác, thì hôm nay em có một quả súp ôm 50 rất là gọn, rất là đẹp các bác ạ. Nó được sử dụng một chiếc bát leo cô 100 các bác nhé. Bát leo BNC cô 100 ôm 50 OHM bát leo nguyên bản luôn. Đây các bác, con này là mã TRS18E 1200W 8 ohm và nặng 39 cân. Ohm UK. Thì cái kích thước của cái thùng này đòi cho các bác. Đây là mặt lưới này. Có mỗi quả thôi thì em cũng nên nhanh mà chút nữa ken một chút nhạc các bác nhé. Rồi con này rộng 5 năm các bác nhé, 5 năm. Sâu 58. Cao nó là 61. Đấy, kích thước nó rất là nhỏ gọn. Trong thùng thì bông tiêu âm này. Đấy, thùng rất là dày. Xịn mà thùng rất dày, đây là lưới. OHM. Bát. Con này bát cô 100 các bác nhé. Cô 100. Rồi thì em sẽ đi em test luôn cho các bác. Lắp vào rồi test luôn cho các bác. Có một quả thôi. Và quả này em bán cho các bác với giá là 9 triệu. Em bao ship luôn cho các bác nhé. 9 triệu một quả. Bát neo này rất là đắt. Nếu mà quả bây giờ các bác mua một quả bát thường bây giờ cũng khoảng tầm 6-7 triệu rồi. Quả đã bát neo này rất là cao tiền. Ok, bây giờ em sẽ đi test cái súp này, các bác cũng nghe nhá. Đánh cực kỳ lực và chắc luôn. Bác nào hôm trước có bác hỏi đang dùng loa ôm thì chơi quả này rất là hợp lý các bác nhé, đồng bộ ôm luôn.